Ở bài lính sử thiên ngày hai trăm linh hãy nghe và nhắc lại cách nói tuyệt đối có hơn nữa còn không chỉ một hai cái chuế tuổi有 ớt chìa hái bụt rượu cỡ cửa chuế tuổi ớt chìa 还不止一两个，绝对有，而且还不止一两个。绝对有，而且还不止一两个。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung: tải xuống, trả giải, quen thuộc, số chi, si, một công ty du lịch, một cha lùi yếu công sư Xin lỗi, ngại quá. Bộ khói chị ruột Chin chìa chìa Sớm đã quen rồi Giáo chiều xí quả lợ. Đừng vội, từ từ thôi Bía chí, mạn man lái Cái hòm, vali Xiang Đi giày cao gót không dễ đi. Chọn cao gân xỉa bổ hóa dầu. Đại đa số. Tả đua rủ. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Quảng chiến dầu đa cài 200 m. 惨过啊！好惨呐得亏，免得忘记。钱这些这这些茶杯，嘻嘻，嘻嘻。 Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. Yếu chi của. Em tưởng đều lấy ra rồi. 我以为都拿出来了。Tuyệt đối. Chế hơn nữa còn không chỉ một hai cái，而且还不止一两个。